Nhà đồng việc với tiêu chí người thật và việc thật, kính chào toàn thể quý vị đang xem video. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2022, nhà đồng việc có mặt ở ấp Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang, và hiện tại chúng ta đang có mặt tại ruộng dừa của chú Ba. Và trước mặt quý vị đây, ở bên tay trái của mình là cái giống dừa đối chứng, còn bên tay phải của mình đó là cái giống dừa Java 100. Giống dừa đối chứng thì hiện nay là không thấy trái luôn, có một vài trái lưa thưa. Còn đây là giống dưa Java 100 đang trồng ở bên phải, cái hàng bên phải. Một chút xíu mình sang mấy cái clip kế bên thì trồng trọn bộ. Còn đây là cái giáp ranh giữa hai cái giống. Cái đám dưa này là khó phát hiện quý vị. Nhìn cái vàng ở bên ngoài đó thì thấy cái đám dưa không được tốt lắm, tuy nhiên vào trong mà mới phát hiện được. Dưa này là sáng nay là chú Ba đã hái rồi. Hiện tại thì tại lúc mà mình đang quay đây là 12 giờ trưa Bên đây nên là nó chói nắng giống lắm, đối chứng quý vị xem cũng thông cảm. không thấy gì hết. Sáng nay thì chú Ba hái một bớ rồi. Ở đây thì cái đặc điểm là cái người ta hái cái trái dưa nó hơi lớn, nên là sau khi hái rồi thì mình thấy cũng còn một số trái nữa, nó cũng còn nhiều. Thưa quý vị, có nhiều cái đám rẫy rất là đẹp. Tuy nhiên để làm cái chia sẻ kỹ thuật về những cái đám rẫy này thì nó còn phụ thuộc vào vấn đề là cái người trồng, những chủ ruộng người ta có chia sẻ hay không. Và khi chia sẻ thì phải bảo đảm được là cái nguyên tắc của nó, thứ nhất là thật, cái thứ hai nữa là nó hiệu quả. Cái thứ ba nữa là làm sao mà để cho cái người nghe, cái người theo dõi có thể mà bắt chước làm được. Và quan trọng cuối cùng đó là cái vấn đề là hiệu quả khi người ta làm theo. Nên là thưa quý vị, những cái vấn đề này thì nhà nông việc và phải tự phân tích và đánh giá. Nên là có nhiều cái đám ruộng đẹp mà không có phối hợp được làm được cái chia sẻ kỹ thuật thì quý vị cũng thông cảm. Hoặc là nhiều cái buổi chia sẻ kỹ thuật nhưng mà sau khi chia sẻ kỹ thuật xong thì bên nhà nông việc cũng đánh giá rằng là cái mức độ chia sẻ nó ở cái chừng mực nào, là cái hiệu quả hay không, thực tế hay không, thì nhà nông việc sẽ quyết định là có chia sẻ những cái vấn đề đó đến quý vị hay không. Nên là quý vị cũng phải thông cảm. Có nhiều cái đám đẹp mà quý vị xem xong quý vị nói không có chia sẻ gì hết, nhiều khi coi chán quá, quý vị thông cảm với chỗ đó. Còn nhà nông việc thì khi làm thì bao giờ cũng mong muốn làm những cái đưa những cái kiến thức bổ ích đến cho quý vị. Còn nếu như nhà nông việc vẫn chưa làm được thì quý vị hiểu cho. Cái đám dưa leo này á, cái dàn dây nó không có được khỏe, nó không có tốt như những cái đám dưa leo khác, không có hầm hố. Tuy nhiên là cái dàn trái nó nhiều và nó đậu chắc, đó là cái kỹ thuật phân rất là tốt. Bên đây là giống đối chứng Bên trái nha. quý vị đang xem cái Giống hàng đối mình chứng clip không bên thấy trái này là trái. giống đối chứng này, Bên đây là cái không giống bên dừa trái, đang còn trồng. bên tay phải mình này Bây giờ mình bắt đó đầu mình là qua cái giống cái Java 100. kế bên. Giờ mình đi xe sang cái clip kế bên nha quý vị. Clip kế bên này thì cả hai bên trái phải đều là giống dừa Java Đây 100 khó hết. lội quá. Mình Cái mấy ruộng ngồi hết này chú rồi. trồng tổng cộng Đây. là khoảng 3 công, Các bạn và chăm. trong đó là trồng 3 giống. Đây, cái bên nha. Thì hiện nay là Java 100 nó vẫn nổi trội và trái nó nhiều. Đối với hai cái giống kia thì hiện nay là không thấy trái, và có một cái giống là trái nó cong dữ lắm. Do cái dưa này người ta trồng nó dê ra mấy Dưa mươm này là theo hồi kiểu sáng này, là chủ ruộng đã nên hái rồi, nó là mới mình dịch. phải lội xuống dưới này, cái máy quay nó hơi giật giật, nên quý vị chịu khó xem. Ở ấp Bắc này thì có cái thói quen trồng dưa, đó là người ta trồng là hai hạt vuông một lỗ và trồng rất là dày. Tuy nhiên cái đám dưa này thì trồng một lỗ một dây thôi quý vị, thì cái trái nó nhiều hơn. Đối với trồng hai dây vuông lỗ thì mình thấy là
người ta ưu tiên cho cái việc là nó tranh nhau nó bò lên, nên là thấy cái dây dưa nó khỏe hơn. Và quan điểm là của người ta là hai dây thì người ta hái sớm hơn và nó rộ hơn, và người ta cứ hái chữ đầu đi rồi tính gì tính về sau như thế nào nữa là sau đó tính, trước mắt là ăn được cái cử đầu, quan điểm là như vậy. Nhưng cũng tùy theo người, nhưng mà có cái trường hợp là người ta thích trồng là hai dây vô lỗ như thế. Vì vậy ở khu ấp Bắc này người ta trồng dưa, người ta tốn hạt rất là nhiều, vừa trồng dày mà vừa lại trồng là hai hạt vô một lỗ nữa. Còn về dạng trái, năng suất hay là cái màu sắc gì đó thì quý vị xem, quý vị tự nhận xét. Nhà nông Việt gửi đến quý vị vài hình ảnh sơ bộ như vậy, quý vị có thể là tham khảo thêm. Riêng về cái bao bì của cái giống này là hiện nay là công ty người ta thay đổi cái nhãn, nên là mình sẽ quay và cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Và đây là cái hình ảnh bao bì của cái dưa leo Gia Ba 100, cái nhãn mới, quý vị xem để có gì tham khảo. Và đây là cái mặt sau của bao bì, trên đây có số điện thoại để mình quay rõ cho quý vị xem. Và đến đây nhà nông Việt xin tạm dừng lời, kính chúc toàn thể quý vị luôn dồi dào sức khỏe, có cuộc sống an vui, làm ăn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị ở một video khác. Quý vị cũng đừng quên đăng ký và ủng hộ kênh nhà nông Việt. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị.